Hi, chào anh em, chào mừng em quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Và trên bàn mình đây là một nhân vật không còn xa lạ với chúng ta nữa. Đấy chính là chiếc Asus ZenBook Q408UG, một siêu phẩm Ultrabook của năm 2021. Và trong video này, mình sẽ không đi review chiếc laptop này, mà chúng ta sẽ cùng đặt ra cho em nó một thử thách khá là khó nhằn. Đấy chính là quẩy những cái con game nặng ở trên đây, cũng như là edit và render video để xem hiệu năng của nó có trụ được không anh em nhá. Chứ mình thấy nhiều anh em kêu ca rằng nó RAM 8GB đuối không dùng được này kia, làm cho nhiều anh em sợ không dám dùng chiếc laptop này. Vậy thì mình phải thử mới biết, đúng không anh em? Bắt đầu thôi. Trước khi vào video thì mình sẽ đi sâu qua một chút về thông số cấu hình của máy này cho anh em có thể nắm được nhá. Em đã được sử dụng một con CPU khá là mạnh trong cái dòng CPU tiết kiệm điện của AMD. Em đã được sử dụng là AMD Ryzen 5 5500U với 6 nhân và 12 luồng rồi, khá là mạnh mẽ đúng không anh em? Với base clock sẽ là 2.1 GHz và boost clock tới là 4.0 GHz cơ, cho chúng ta một mức hiệu năng phải nói là ổn và đủ dùng để vào thậm chí là những tác vụ nặng, chiến game hay làm đồ họa đều là được. Tiếp theo RAM của máy sử dụng là RAM 8GB nhưng mà là LPDDR4X với mức RAM rất là cao lên tới 4266 MHz, và đây là RAM onboard không thể nâng cấp. Và đây là cái điểm yếu duy nhất của laptop này mà nhiều anh em đã đặt ra cho nó đây. Tiếp theo, ổ cứng SSD 256GB mà thôi, nhưng mà anh em có thể nâng cấp lên tới là 2TB SSD cơ, vô tư đúng không anh em? Và cuối cùng sẽ là em card đồ họa AMD GeForce MX450 2GB DDR5 với mức TDP sẽ là 12W điện. Và đây sẽ là cái combo cấu hình của em nó. Ngoài ra thì em máy này có một cái điểm mạnh rất là lớn, đấy chính là trong tầm giá khoảng 15 triệu đồng, nhưng mà anh em đã có một chiếc màn hình kích thước 14 inch Full HD tấm nền IPS và độ bao phủ màu lên tới là 100% sRGB anh em ạ. Từ đó chúng ta sẽ có một chiếc laptop gần như là duy nhất trong tầm giá khoảng 15 triệu đồng trong ta một chiếc máy để có thể đáp ứng với những tác vụ chỉnh sửa hình ảnh, đồ họa, màu sắc yêu cầu chuẩn xác và đẹp mắt đúng không anh em? Thì chiếc màn hình này có thể cân được tốt cho anh em nhé. Ngoài ra một số cái điểm rất mạnh của chiếc laptop này như là build full kim loại, thiết kế mỏng nhẹ và rất đẹp đến từ nhà ZenBook, một cái dòng laptop cao cấp, và thời lượng pin khá là trâu lên tới là 63Wh nữa. Đấy thì với một cái viên pin 63Wh trên một chiếc laptop 14 inch như thế này, nó hoàn toàn có thể trụ tốt cho anh em trong vòng một ngày, anh em mang đi học hay là đi làm đều rất là vô tư. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào quẩy game cũng như là test hiệu năng cho em nó anh em nhé. Và mình lưu ý cho anh em một cái mánh nhỏ nữa, nếu như mà trên một chiếc laptop mỏng và nhẹ như thế này, anh em muốn quạt tản nhiệt cũng được hoạt động tối ưu hơn, thì Asus có tích hợp vào đây trong phần mềm My Asus cho chúng ta một cái chức năng, đấy chính là fan profile. Làm sao để có thể bật chức năng đó lên? Đây, chúng ta đầu tiên sẽ hãy mở phần mềm My Asus lên. Ở màn hình Home thì anh em có thể để ý rằng là ở giữa đây nó sẽ có cái phần Fan Profile này, anh em ấn vào đây. Và từ đầu nó sẽ để chế độ Standard, thì anh em hãy chuyển sang phần Performance giúp mình. Và lưu ý rằng là chế độ này chỉ hoạt động khi mà chúng ta cắm sạc vào thôi anh em nhé. Đấy, thì lúc này quạt sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn và hiệu năng của máy sẽ được bung ra tốt hơn anh em ạ. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Và mình sẽ test mở 20 tab Chrome thì anh em đã thấy đây, 6,3 trên 7,4 GB RAM anh em nhé. Sẽ còn trống 1,1 GB nữa. Rồi ở đây mình sẽ mở lại các cái tab cho anh em xem. Ở đây thì mình có mở lên đây là 14 tab Laptop World, cộng thêm đó là 6 tab video 4K YouTube đang chạy anh em nhé. Đấy, bấm vào tab nào là chạy tab đấy liền. Rất mạnh mẽ đúng không anh em, rất mạnh mẽ. Toàn là video 4K YouTube, rất là tốn tài nguyên RAM, và em nó có thể chạy được từ tới là 6 tab liên tục, 20 tab Chrome cùng một lúc, và vẫn còn trống khoảng 1,1 GB. Phải nói là Windows tối ưu rất là tốt cho chúng ta luôn ấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang tới bài test Cinebench R23. Mình sẽ chạy bài test Multicore trước. Thì khi mà bắt đầu bài test mình chạy và em CPU Ryzen 5 5500U nó sẽ ngốn lên cho chúng ta vào khoảng 35W điện anh em ạ. Và nhiệt độ nó sẽ giữ vào khoảng độ hơn 80 độ C mà thôi. Cao lắm nó sẽ lên khoảng độ 83 độ C anh em ạ, và sẽ không gặp hiện tượng throttling. Trong cái đó thì em CPU này sẽ giữ cho chúng ta từ khoảng 32 cho tới 35W điện chạy trong suốt bài test luôn. Rất là căng đúng không anh em? Ryzen 5 5500U TDP 15W điện nhưng mà nó ngốn lên tận 35W trong suốt bài test cho chúng ta. Như vậy là về hiệu năng render của nó sẽ là ok đấy. Và lát chúng ta sẽ cùng đi qua bài render sau. Còn bây giờ thì mình sẽ chạy nốt cái bài test này trước đã. Ok, sau khi kết thúc bài test Cinebench R23 thì chúng ta sẽ có mức điểm đa nhân là 6.936 điểm và đơn nhân sẽ là 1.102 điểm. Cũng khá là ấn tượng với một chiếc máy mỏng nhẹ. Với bài test Geekbench 5 thì nó sẽ mang cho chúng ta điểm đơn nhân là 1.100 và điểm đa nhân là 5.318 anh em nhé. Rồi thì ngay lập tức chúng ta sẽ cùng đi thử edit cũng như là render video 4K xem sao. Vẫn là một cái video test quen thuộc của chúng ta mà thôi. Video dài 5 phút và 4K 25fps qua hàng Sony A7 Mark III, có add vào đây các hiệu ứng màu cũng như là effect, text cũng như là blur vân vân, khá nhiều các hiệu ứng nặng. Và để xem em nó preview có mượt hay không thì mình có để preview ở mức là 1/2 anh em ạ. Và rất ngạc nhiên là em nó có thể preview ngay tức thì, mượt mà luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử đi render em nó xem sao. Xem là thời gian render của chúng ta có mất nhiều thời gian hay không. Ok, thì trong quá trình mình render mình có mở thử Hardware lên để mình xem là em nó muốn bao nhiêu watt điện. Thì với em Ryzen 5 này em nó muốn lên trong ta lên tới là 29 cho tới hơn 30W, những lúc lên tới là 35 W điện anh em ạ. Và nhiệt độ thì khá là bất ngờ, cái mà nó sẽ chỉ giữ chúng ta trong khoảng độ hơn 80, hơn 90 độ C mà thôi. Đó, nhưng mà em nó sẽ không hề gặp một chút hiện tượng throttling nào diễn ra trong quá trình mình test. Mặc dù lên khoảng độ 92, 93 độ C nhưng mà em nó sẽ không có hiện tượng throttling anh em nhé. Ok, rất là ổn áp, mình khá là ưng cái khoản này của chiếc Q408UG. Và sau khi kết thúc bài render chúng ta sẽ mất là 8 phút 14 giây cho một clip dài 5 phút anh em nhé. 8 phút so với cả một clip dài 5 phút như thế cũng là ok rồi đúng không nào. Cho một clip 4K anh em ạ, và vào đây khá là nhiều các layer effect nữa. Tiếp theo mình sẽ cùng sang tới bài test game đi. Thì tựa game đầu tiên mình lựa chọn sẽ là tựa game CSGO. Với tựa game này thì mức FPS của nó đạt cho chúng ta đều đều trong khoảng độ hơn 70 sắp chỉ 80, có những lúc lên tới hơn 100 FPS cơ, khá là ảo anh em ạ. Và mức nhiệt độ của GPU cũng như là CPU thì cũng mát mẻ mà thôi, sẽ chỉ khoảng độ 70 cho tới 75 độ C. Theo mình thấy như thế là khá ổn. Và GPU lúc này nó ngốn vào khoảng độ hơn 9W anh em ạ. Tựa game tiếp theo mà mình lựa chọn là một tựa game phải nói là khá là hardcore, tựa game GTA 5. Thì với tựa game này mình đã đẩy tất cả các setting xuống ở mức thấp. Tuy nhiên thì nó vẫn đạt trong ta mức đồ họa ở mức đẹp mắt và hiển thị các thứ rất là ổn. Thì mức FPS nó đạt trong ta vào khoảng độ đều là sẽ hơn 100 FPS và có những lúc lên cao thì sẽ lên khoảng độ 130, 140 FPS, còn giữ ở mức trung bình thì sẽ là khoảng 110, 115. Với mức FPS như thế trên một chiếc laptop gọi là mỏng nhẹ và nhỏ gọn như thế này thì mình thấy rằng là rất khủng rồi đấy, với một tựa game căng như thế này. Và GPU sẽ ngốn trong ta vào khoảng độ 7 cho tới 8W điện, có những lúc phải lên đến khoảng 12W đấy. Tựa game tiếp theo chúng ta lựa chọn sẽ là tựa game War Thunder. Thì với tựa game này GPU đã phải ngốn khá là căng, đều sẽ là 12W, những lúc lên tới khoảng 14W. Với con MX450 này và nhiệt độ thì sẽ vào khoảng độ 70 với GPU và khoảng độ 72 với CPU anh em ạ. RAM lúc này ngốn trong ta vào khoảng 5GB rồi. Và FPS sẽ đạt đều vào khoảng độ hơn 70, 80 FPS, có những lúc lên hơn 80, 90 là chuyện hết sức bình thường và game thì diễn ra hết sức là mượt mà. Cuối cùng thì sẽ là con game PUBG, mức FPS của nó đạt trong ta đều vào khoảng độ 90 FPS, khá là mượt mà, hiển thị mượt mà cho con màn hình 60Hz này. GPU thì sẽ ngốn trong ta vào khoảng 9W, có những lúc lên tới 10, 11, 12W. Đó, nó sẽ giữ trong ta trong khoảng đó mà thôi. Và nhiệt độ thì lúc này CPU sẽ ăn căng hơn một chút, vào khoảng độ 81 độ C anh em ạ, 81 độ C, ăn lên tới khoảng 13W rồi. Và GPU thì nó sẽ giữ ở khoảng 76 độ C. Với mình như thế là mát anh em nhé. Còn nếu mà em cẩn thận hơn, anh em có thể đầu tư thêm một con đế tản nhiệt nữa, sẽ ổn hơn rất là nhiều. Còn với mình, nhiệt độ như thế trên một thân hình mỏng nhẹ như này là đã rất mát rồi đấy. Và như vậy là chúng ta đã vừa đi qua bài test hiệu năng, những cái bài test cực kỳ nặng nề ở trên chiếc Q408UG, một chiếc máy mỏng nhẹ và nhỏ gọn chỉ có 1,15kg như này, xấp xỉ 1,1kg. Và nó là quá mỏng nhẹ đúng không nào anh em. Với những tác vụ nặng nề như thế, thậm chí là những chiếc Ultrabook lên tới khoảng vài chục triệu chưa chắc đã cân được như cái máy này đâu. Vậy thì với mức hiệu năng như thế, anh em có đánh giá như thế nào về chiếc máy này? Hãy comment phía bên dưới phần bình luận cho mình biết anh em nhé, và cũng nêu cảm nghĩ của anh em cho mình biết. Còn bây giờ thì hy vọng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Đừng quên ủng hộ cho Laptop World một like và một sub, cũng như là nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.